Giờ mình làm gì vậy mẹ? Này giờ mình làm gì vậy mẹ? Bé mình hả là năm. Giờ mẹ lấy ra là xưởng cho mấy gì? Mấy khó khăn. Gửi bằng ngày gì trẫm? Gửi bằng bà Sáu lên về trẫm cho. Với tôi một phần, bé một phần, chín một phần, ngày phần thành phần. Tổng cộng 5 phần phải không? Chị mấy hộp ổ qua rừng chị trồng. Hỏi em có lên một bụi đó. Trời ơi. Hộp mốt mà không biết ngon hơn em không biết nữa. Con dở những đem. Ta cho thôi à. Ta cho. Cho lên được mẹ thì Mỹ sao lên. Chị hỏi lại cho. Có trái hơn mà thấy làm cái vàng lắm rồi đó má. Mà còn đây là không à. Mua hộp đó phải không? Mua hộp. Rồi mua hộp trái. Ra nhà mà hỏi mắt hỏi trái à. Năm mùa hộp có trái nay mới có nấu được mấy nồi rồi. Cái này giống không trở nó mua giống luôn. Để em qua con Hạnh em hỏi nó có không. Cái trái mút của nó trái mút bự lắm. Đi xin cho chị thông. Em một. Dạ bỏ lại hả? Bỏ lại. Bỏ lại lên không à? Lên. Em ở qua rừng em bỏ đi đó. Em. Ở qua rừng ngon ghê vậy đó. Ngon quá đó. Ừ. Ăn mát nữa. Ăn mút. Ừ. Trời con Hạnh qua còn 2 ký thà bà con phơi không được mắt nha. Chạy qua. Tới sáng đem ra chụp đẹp. Quá trời quá đất. Quá trời. Làm nạp trà uống. Qua mưa không có nắng. Rồi. Rồi nha. Rồi. Rồi. Rồi, đi làm việc coi chú.